Chào mừng các bác và em đã quay trở lại với kênh Tùng Audio Hải Dương. Vậy tiếp tục là những đơn hàng của Electrolux mới 690. Mua mic không dây trong phân khúc giá tầm trung để phục vụ các bác và anh em chơi pháo hoa tình đỉnh tốt và ổn định. Và xin thông báo và cũng chia sẻ cho anh em luôn, đây là một dòng mic chính hãng của nhà phân phối Electrolux. Được bên em hỗ trợ giảm giá hiện tại thì đang với mức giá là 1.750.000 đồng. Một mức giá em nghĩ là chưa bao giờ có của một dòng mic chính hãng như thế này. Và bây giờ thì cùng với em trải nghiệm dòng Electrolux mới 690 cho em khách hàng nhé. Rất là nhiều đơn anh em mà đặt hàng với dòng Electrolux mới 690, có thể như là các bác anh em đang thấy cái mức giá quá ưu ái rồi, 1.750.000 đồng một dòng mic không dây, có thể gọi là cao cấp hoặc cũng có thể gọi là giá tầm trung cho các bác anh em. Bởi vì đây là một cái dòng mic đến từ nhà phân phối Electrolux mới 690, có hỗ trợ đầy đủ cho anh em từ tông giọng cho đến các cái tính năng tự ngắt, rồi là chiết tiết kiệm pin cho các bác anh em sử dụng ngay với phòng gia đình. Phiên bản thiết kế sẽ là phiên bản màu đen để đảm bảo cho các bác anh em dễ phối đồ hơn nữa. Với mặt màn hình giao diện ở trước đây các bạn hiển thị cho hai cổng mic, và đương nhiên rồi, mỗi sản phẩm Electrolux mới 690 sẽ sử dụng hai dây anten phục vụ mục đích chính cho anh em, đó chính là hát phòng hoa tơ đình. Ngoài ra anh em có thể sử dụng trong việc chúng ta ráp loa kéo cũng được. Và dòng mic Electrolux mới 690 em thấy là thiết kế khá đẹp mắt và hài hòa cho anh em trong việc chúng ta phối đồ cũng như là để trong tủ đồ đẹp hơn và chuyên nghiệp hơn. Với tai mic của Electrolux mới 690 đây cũng là phiên bản màu đen cho anh em nhé. Khi chúng ta cầm nắm những cái dòng mic này thì thấy là khá đầm thoải mái, bởi vì tay mic cũng khá là lặng, độ lặng ổn định cho anh em đế mic dài. Và hơn nữa cái dòng mà mấy 690 khi các bác về em thử tiếng mic ấy, chúng ta sẽ thấy ngay với tiếng chất lượng âm thanh này. 1 2 5 6 7 8 9 10 1 2 5 6 7 8 9 10. Ok, các bác anh em đã được nghe qua em test thử một vài tiếng mic của dòng Electrolux mới 690, và anh em đánh giá sao với dòng mic này? Còn quan điểm em cũng như anh em khách hàng đã sử dụng qua dòng Electrolux mới 690 cho rằng là dòng sản phẩm này có tiếng chất lượng thanh khá là khỏe. Hơn nữa thì tiếng thanh dễ hát cao, tiếng này thì cũng đỡ cho anh em nào có chất giọng mà hơi yếu một chút. Chúng ta hơi hay bị hụt hơi trong lúc mà chúng ta lên những điệp khúc, bản điệp khúc cao, thì các bác em có thể sử dụng ngay đến dòng Electrolux mới 690 để hỗ trợ anh em tông giọng tốt hơn, ổn định hơn. Và chế độ thu phát mic của dòng Electrolux mới 690 cũng khá tốt anh em ạ. Cho dù để xa hay để gần như thế này thì tiếng chất lượng thanh vẫn bắt được vào loa, đúng không ạ? Các bác anh em sử dụng những cái dòng mic cao cấp thì đương nhiên rồi, cái hỗ trợ cho bác trong tông giọng nó hiệu quả hơn so với việc các bác anh em sử dụng những cái dòng mic thông thường. Và cũng điểm đặc biệt hơn nữa là dòng mic mới 690 nếu như anh em check giá của hãng thì sẽ có một cái mức giá thành rất là cao. Còn bên em thì sao, đang trong chương trình khuyến mại giảm giá trong tháng 6, vậy nên là giá thành hiện tại bên em giảm cho các anh em đang là 1.750.000 đồng một bộ mic Electrolux mới 690. Nếu anh em đặt hàng rồi thì khi các bác anh em nhận hàng, chúng ta được phép kiểm tra hàng và thanh toán sau, và hy vọng sẽ đem đến cho các bác và anh em trải nghiệm pháo hoa gia đình tốt nhất với bộ mic Electrolux mới 690. Và đừng quên gọi điện theo số điện thoại bên em để anh em có ngay mức giá tốt nhất và ưu đãi nhất. Và ngoài ra thì chế độ bảo hành bên em sao ạ? Với dòng mic mới 690 sẽ có chế độ bảo hành lên tới 1 năm. Anh em nhận hàng, chúng ta được phép kiểm tra hàng, không phải đặt cọc bất kỳ một đồng phí nào nhé. Và cứ liên hệ trực tiếp bên em để có giá tốt nhất với bộ sản phẩm Electrolux mới 690. Và video sau em Tùng xin dừng lại tại đây. Cảm ơn các bác và khách hàng đã dành thời gian quan tâm dõi của kênh Tùng Audio Hải Dương. Xin chào.